Đấy, chào anh em nha. Vừa đi thực tế con máy về này. Con máy 6 phép IGBT E43 này. Đây, Luffy này. Máy cốc tay bên em nhá. Đấy. Đây. Đoạn này. Đấy, đánh một phát cái loại này này, là dòng IGBT nó đánh rất là sướng. Đánh đánh gố đó, đánh gố phí á, là đánh dòng IGBT. Tới mà có trong đóng mà chưa học mình. Đây như cái sản phẩm rồi. Này. Thử nó hết. Anh em thấy chưa nè, cỡ này. Bàn tay này, bàn tay em hơi to nha. Đây này, cái loài này này. Một phạt luôn này. Ba con là nổi cả bán, chắc bảy 10 con là nổi cả chị con. Và nào anh em vợ đứng thôi. Này đinh dòng IGBT đinh áp á, áp cáo đánh sướng. Đây là con mày em đi, em không có trình mày nhiễu, em đinh trồn em ly đó. Thì dị một phát là nồi trắng con nó to em bắt thôi. Đấy, rất nhiều nhé. Hôm nào cũng rảnh thời gian thì em quay thực tế thôi. Chứ dòng IGBT này đánh cả là sửng. Chụp bớt đi, nó phải nói nhé.